Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Châm ngôn chữ nhẫn. Mạnh Tử nói: trời muốn giao trọng trách cho người nào, trước tiên người ấy phải chịu khổ về tâm thần lẫn thể xác, phải chịu đói cùng sự thiếu thốn. Dù vậy, họ vẫn không nhiễu loạn mà chuyên nhẫn nhục, hầu tăng trưởng sức chịu đựng. Nhìn chung về cuộc đời hòa thượng thì cũng giống như đoạn văn nói trên. Vì vậy, hòa thượng thường thường chỉ dạy đệ tử: nhẫn là vật vô giá, nhưng người ta không dùng đến nó. Nếu biết dùng lòng nhẫn, mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa. Hòa thượng kể: suốt cuộc đời tôi đều dùng hai chữ nhẫn nại làm câu châm ngôn. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, tôi tuyệt đối nhẫn nại cả thân lẫn tâm. Dù ở trước mặt sư phụ hay không, tôi làm đệ tử trước sau gì cũng không dám nổi giận. Vì sao? Vì sư phụ của tôi không dữ dằn như tôi. Sư phụ tôi rất từ bi. Nếu tôi nổi nóng, sư phụ sẽ không ăn cơm và nói: tôi dạy tên đệ tử này mà dạy cũng không xong nữa. Vì không muốn làm cho ông già buồn phiền không ăn cơm, nên tôi không dám nổi nóng. Vậy tôi có tánh nóng nảy không? Lòng sân của tôi thì lớn hơn ai hết, nhưng vì xuất gia tu hành nên đã sửa đổi rồi. Tôi thường nói với các vị, lúc tôi mới xuất gia ở chùa, sư thúc, sư bác, sư huynh, sư đệ đều ăn hiếp tôi, la rầy tôi, cũng có khi đánh tôi, thậm chí sư cháu cũng hiếp đáp la lối tôi. Người này chửi, người kia đánh, mưa gió từ bốn phương tám hướng đều đổ ập tới. Họ muốn xua đuổi tôi ra khỏi chùa. Lúc đó, vì thủ hiếu ở mộ phần, có chút định lực, nên ở chùa dù bị đánh, bị chửi, tôi đều hoan hỷ nhận chịu. Chứ không giống quý vị, bị người ta nói vài câu, dặn không được là cho nổ liền. Các vị cũng sẽ nói, họ đối với thầy như vậy, có phải vì thầy đã không giữ quy củ? Không phải đâu, tôi rất giữ quy củ. Tại sao họ hiếp đáp tôi như thế? Vì họ thấy tôi cái gì cũng không biết, cho nên họ ăn hiếp tôi. Lúc nhỏ tôi thích đấu võ, đánh lộn với người ta. Nhưng khi tôi xuất gia, lúc ở chùa dường như đã trở thành người không có khả năng gì hết, chỉ biết ăn cơm, cái gì cũng không biết làm, cho nên mọi người mới coi thường tôi. Lúc đó tôi tu nhẫn nhục thật có công phu. Ai mắng hay đánh tôi cho là họ giúp tôi, coi thử tôi có còn nóng tánh không. Lúc đó tôi tuy còn trẻ, tánh cũng nóng, nhưng vẫn giữ tâm bình khí hòa tiếp nhận khảo nghiệm. Các vị đừng tưởng hiện tại có vạn Phật thánh thành được Thiên Long Bát Bộ hộ trì là từ dưới đất mọc lên, mà đó là do hiệu quả của mấy chục năm tu sức nhẫn nhục mới thành. Cho nên tôi nói, ma là mài dũa cho chánh đạo. Vì là chánh đạo nên mới có ma. Càng dũa càng sáng bóng. Muốn sáng bóng cần phải dũa mài. Dũa sáng như trăng mùa thu, trong không trung chiếu chúng ma. Chúng ma bị chiếu tan, hiện ra bổn lai Phật. Ba đại tông chỉ của vạn Phật thành là: dù lạnh chết không phan duyên, dù đói chết không hóa duyên, dù nghèo chết không cầu duyên. Đó là một bài miêu tả chân thực của tôi. Các vị phải nhớ về sau là: lạnh chết cũng đứng trước gió, đói chết vẫn đi thẳng người, phải làm như ngọn nến trước cơn gió táp, vàng rồng đốt trong lửa đỏ, cái gì cũng không sợ. Lúc ở Đông Bắc, mùa đông mùa hè gì tôi cũng mặc ba lớp áo vải. Bên trong một lớp, bên ngoài là hai lớp, đều là vải giá, giá từng mảnh một. Tôi không sợ các vị khinh rẻ tôi, vì tôi vốn xuất thân trong gia đình nghèo khổ. Tôi có lạnh không? Lạnh chứ. Lạnh thì tại sao phải mặc như vậy? Vì tôi muốn
dù lạnh chết cũng không phàn duyên. Mùa đông ở Đông Bắc, tuyết rơi dày ba thước, tôi không mang vớ, chỉ mang giày vải La Hán cho người tu đi các nơi. Có một số người nói, thầy đó thì có đức. Thật ra không phải tôi có đạo đức gì, chỉ qua tôi biết nhẫn, không sợ lạnh, không sợ đói. Cho nên tôi nói, lạnh chết đứng trước gió, đói chết vẫn đi thẳng người là nghĩa vậy. Tôi lúc đầu luyện tập không mặc áo len, cũng thấy lạnh ghê lắm. Nhưng lạnh riết rồi thành quen và không còn sợ nữa. Ở Đông Bắc, khí trời lạnh đến cứng lỗ tai, rất đau. Nếu các vị lấy tay vuốt một cái là có thể xức lỗ tai ra. Nhưng tôi cũng không đổi nó, hai tay của tôi không bị rớt, vì tôi chịu quá lạnh mà thành. Tôi đã thoát qua cái lạnh cống. Lúc đầu bị lạnh cống, tôi thấy đau buốt như kim đâm, đau kinh khủng. Sau đó tôi cứ để cho nó đau, mặc kệ mày, rớt thì rớt, có sức tay cũng kể như không. Rồi tôi cũng nhẫn qua được. Tôi có thể nhẫn được lạnh và nóng. Lúc thời tiết nóng nhất, nóng đến độ đầu óc choáng váng, mắt nổi hoa đốm. Lúc đi đường tôi thấy trời đất xoay chuyển, mắt tối sầm. Nhưng tôi chỉ cần ngồi xuống nghỉ một chút là hết. Tôi dùng hai chữ nhẫn nại làm pháp bảo để khắc phục tất cả khó khăn, như nhẫn rét, nhẫn nóng, nhẫn gió, nhẫn mưa, nhẫn đói, nhẫn khát. Tất cả đều là nhẫn, tuyệt đối không chịu đầu hàng. Ghi chú: đệ tử Đàm Quả Thức kể. Nhớ lại lúc tôi còn nhỏ ở Hồng Kông, một hôm tôi thấy dưới bàn chân của sư phụ có một lớp da rất thô, dày khoảng vài phân. Vì tôi sanh tại Hồng Kông nên tôi chưa bao giờ thấy qua bàn chân nào như vậy. Tôi không dằn được nên hỏi sư phụ, vì sao bàn chân của sư phụ có một lớp da dày giống như mang thêm một lớp giày lót vậy? Sư phụ đáp, vì hồi nhỏ ngài thường hay đi chân không nên bị như vậy. Tôi hỏi sư phụ, đi như vậy không đau sao? Sư phụ đáp, đương nhiên là khó chịu, nhưng nhẫn chịu một chút là sẽ qua thôi. Tu hành là phải nhẫn nại. Nghe sư phụ nói xong, tôi càng thêm khâm phục sự tu khổ hạnh và đức hạnh thương trời lo người của ngài. Sự dạy dỗ từ bản thân cho đến lời lẽ của sư phụ đã khiến cả đời tôi thọ dụng không bao giờ cùng tận. Ha ha ha, 问什么的说